này mình đã ngâm qua đêm rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ ra rửa nhiều lần rồi mình sẽ đi ủ giá nha. Theo như mọi người thấy thì là đầu tiên là mọi người lấy đỗ xanh nha ra, rồi mình xong mình nhặt những cái hạt nào mà không xài được, cái hạt mà đứt nẻ mình vứt đi, rồi mình sẽ rửa qua 2-3 lần xong rồi mình ngâm với nước ấm ấm, như là nó hơi ấm thôi, cũng không không lạnh quá nha mọi người. Rồi mình ngâm tầm 10 tiếng hoặc là qua đêm, tùy theo cái vùng miền của mọi người là thời tiết nó lạnh hay là không lạnh nha. Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ thử làm giá nhiều tầng nha mọi người. Thì mình sẽ dùng một cái này gọi là, nó cũng giống như là cái vỏ sách á. Đây nhìn nó cũng trông giống cái gỗ cao tầng như vậy, nhưng mà nó không phải, nó là cái dạng như là cái vỏ sách á, cái vỏ sách. Thì hôm nay mình sẽ tận dụng cái này và mình làm giá nhiều tầng trong này nha. Bây giờ mình hôm nay mình ngâm đổ bao nhiêu đây, không biết là mình sẽ làm được bao nhiêu tầng, để mình thử xem mình làm được bao nhiêu tầng trong này. Còn khăn thì mình sẽ sử dụng mấy cái khăn này cũng mới toan luôn, chưa sử dụng qua bao giờ. Bây giờ khăn này mình sẽ đem đi cho nó uống thêm nước á. Và khăn này nó cũng như khăn khăn lông á mọi người, mà nó hơi mỏng. Khăn này cũng là khăn lông nhưng mà nó hơi mỏng. Và sau đây mình sẽ vắt cho mấy cái khăn này, vắt cho nó hơi gáo nước thôi nha mọi người. Nó vẫn còn cái chất độ ẩm của nó như là ướt nhẹp nhẹp vậy này. Đừng có vắt gáo quá. Xong rồi mình đã vắt như này rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái khăn lông này, nó giữ nước rất là tốt luôn, nên là mình sẽ chảy ở dưới như thế này nha. Mình sẽ gãi đều giá đổ lên trên này. Lần này mình ngâm đổ nó hơi ít nè, nên là mình không biết là làm được mấy tầng đây. Mình sẽ chảy đều ra nha mọi người, đừng có chảy dày quá mà cũng đừng thưa quá. Sau khi mình chảy đều ra rồi thì mình sẽ phủ cái khăn ở phía ngoài này, nó còn ít ít này, mình phủ lên nha mọi người. Xong rồi mình sẽ chảy thêm một chiếc khăn để mình tiếp tục làm lên tầng lên nữa. Tiếp tục mình cũng chảy đậu ra cho nó đều giống như ở lớp dưới. Xong rồi mình cũng phủ cái khăn lên giống như cái lớp ở phía dưới nha. Rồi mình sẽ chảy thêm một cái khăn ở trên xuống. Thì là mình bao nhiêu đổ đó mình làm được có 2 tầng thôi mọi người. Tại vì lần này mình ngâm đổ hơi ít nè. Thì 2 tầng thôi bây giờ. Thế đây là mình xong rồi đây. Xong rồi mình sẽ tìm một cái túi ni lông, mình sẽ trùm lại và mình sẽ để trong cái một cái bóng tối. Bóng tối tránh ánh sáng nha mọi người. Nếu mà ánh sáng chiếu vào trực tiếp vô đây thì sau này giá của mình nó ra cái màu không đẹp, với lại khi mình ăn đó giá nó sẽ đắng á. Thế này là xong rồi nha mọi người. Mình sẽ lấy một cái chậu nước, mình cho lên thế này, để một tí nước vào, xong mình dằn nó lên trên để làm chi, để cho cái giá mình sau này nó được mập á, mập và trắng nha mọi người. Rồi xong, đơn giản như này thôi. Rồi mình sẽ lấy cái túi ni lông này, mình sẽ chùm lại và đấy, mình sẽ chùm thêm một cái khăn này. Và mình không có cái túi ni lông đen này, mình dùng cái túi ni lông trắng này cũng được, vì mình chùm lại để cho nó có cái độ ẩm á mọi người, để cho nó hấp thụ vào cái giá của mình, để cho nó phát triển á.
với lại để cho thời tiết mà nó lạnh quá thì giá nó sẽ không lên nổi nha. Mình sẽ trùm cái này lại để cho nó có cái độ ấm á, rồi giá nó nhanh lên. Chị Đỗ mình đã ngâm, mình đã ủ được 10 tiếng rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ mang đi cho nó uống nước. Mầm lên cũng khá là dài rồi nè. Và nước ở đây á, mình lấy cái nước là nước, mình lấy cái nước ấm ấm thôi mọi người. Nếu mà thời tiết của mọi người ở ở vùng của mọi người đang lạnh á, thì nên dùng nước ấm ấm nha. Đừng có nóng quá mà cũng đừng có lạnh quá. Nó cũng vừa ấm, hơi một chút ấm thôi nha. Nóng quá cũng không tốt. Mình thả trực tiếp vào đây luôn. Mình sẽ cho giá uống tầm 3 phút nha. Vì cái thời tiết bên bên mình là bên Hàn Quốc đang vào mùa đông nên hơi lạnh không mọi người. Nên là mình sẽ dùng nước hơi ấm một tí. Mọi người nhớ vớt lên và để cho nước nó thật ráo rồi mới mới đi ủ giá lại tiếp nha. Chứ không mà nước nó còn đọng lại ở dưới cái đáy giỏ thì sẽ giá nó sẽ bị úng á. Mình sẽ vớt lên nha nè. Mình cho giá đỗ uống nước 3 phút. Sau đây mình sẽ đem đi ủ lại nha mọi người. Thì là giá của mình hôm nay được ngày rồi mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cho nó uống nước. Thì ngay cái dạo này hơi lạnh đó mọi người, giá nó đây, giá của mình được một ngày nó lên cũng tầm bên báo cao đây nè. Thời tiết hơi lạnh nên là giá nó hơi lâu phát triển. Mình cho hẳn vào để ngâm luôn. Đó, mình ngâm tầm 3 phút. Sau đây mình sẽ vớt lên và sẽ ủ tiếp. Giá nó lên cũng khá là cao rồi. Xem phía dưới nha. Phía dưới nha. Làm cái này rất là tiện. Nếu mà lần này thành công thì mình lần sau mình sẽ làm thêm nhiều tầng nữa. Bây giờ mình sẽ phủ chung nó lại để đi ủ tiếp. Cả nhà ơi, giá hôi của mình hôm nay được 2 ngày rồi nè. Bây giờ mình sẽ thu hoạch nha. Và cái tầng ở phía dưới nó chưa lên cao lắm, không biết là tại sao nữa, chắc nó bị nó không được thoáng nên là nó không lên cao. Còn cái tầng trên nó như thế này đây. Lần đầu mình trải nghiệm làm theo như cái kiểu này thì nó cho mình thấy là như thế đó, không nên dùng cái giỏ mà nó không có lỗ thông như thế này nha. Thì cái tầng ở dưới nó không được thoáng là nó không được lên cao như ở tầng ở trên này nha mọi người, nên là phải dùng cái giỏ mà nó có cái lỗ thông thông như thế này thì nó thì ở tầng dưới nó sẽ mới lên cao được. Thì cái giá đỗ ở tầng dưới này mọi người nó lên búp búp, nó không lên cao như cái giá ở tầng trên này mà nó cũng vẫn mập ú trắng này nè. Cái này là giá ở phía tầng dưới nha. Ở dưới nó không thoáng được nên là nó không lên nổi đâu mọi người. Thì lần này mình rút kinh nghiệm.
Lần sau mình sẽ dùng cái giỏ nó có cái lỗ thông ở dưới đít á, thì mình thử nghiệm thêm một lần nữa làm giá nhiều tầng thử xem sao nha mọi người. Hẹn mọi người clip sau nha. Giờ mình sẽ thu hoạch cái tầng ở trên này. Giá nó cũng trắng mập nè mọi người, do là mình để hơi lố giờ nên cái lá nó hơi cao á. Giá tầng dưới này nè, trắng mập thế này nè mọi người, mỗi tội nó không cao lên nổi á, bước này nó không cao lên được. Mọi người xem và góp ý thêm cho mình nhé. Mình thu hoạch được bao nhiêu đây rồi? Mình xin tạm dừng video ở đây. Đây, hẹn mọi người video tiếp theo nha. Video tiếp theo mình sẽ chia sẻ làm giá nhiều tầng nữa, nhưng mà mình sẽ rút kinh nghiệm để lần này mình làm sẽ như thế nào, mọi người đón xem nha. Lần này coi như mình là mình làm mình trải nghiệm, lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm và hẹn mọi người video tiếp theo nha. Xin chào.